Chào mừng các bạn đã quay lại, giọng mình chậm, các bạn muốn hay hơn tăng chế độ 1.25, hay hơn thì 1.5 nhé, bộ nào hay thì để lại tên mình sẽ là... Từ vài năm trước, tầm 153. Không hay rồi, càng ngày càng nhiều dị thú trào dâng ra rồi. Tình hình rất là bất ổn, toàn thở rút về quân danh. Lục Thánh Tường Tướng 19 tuổi là một chiêu miệu sát lường mà ẩn với chiến lực chiến đấu ít nhất là 15 sao trở lên. Lại có thể nói là đỉnh cấp yêu nghiệt của Thiên Tùng Chi Tài. Còn là người thuộc vào quân khu đông bộ của chúng ta. Đông bộ tướng tình, xếp hạng thứ tự trong bảng tướng tình, thực chiến 12 sao rưỡi, một chiêu miệu sát lường mà ẩn. Họ tên Lục Thánh tuổi tác 19, chịu sự quản lý của khu chính, quân khu đông bộ. Trời ạ, đây quả thực là hiếm có khó gặp. Nhưng mà vừa rồi cậu ta đã liều chết tấn công vào hầm mộ cấp SS ngay trước mặt. Không kịp cản lại, nghỉ go rồi đây. Giờ có thể thăm dò được tung tích của cậu ấy không? Không thể, khi ở hầm mộ thì cậu ấy đã chủ động phá vỡ toàn bộ đồng hồ truyền tin. Mà cho dù là có tìm thấy được vị trí của cậu ấy, thì trong tình huống gì thú bạo động, thì tôi cũng không kiến nghị là bên quân bộ phái người vào trong cứu viện. Mò kiếp đang tiếp tại đây, chưa tiệt. Tình đệ tử rác rưởi của Võ Thánh và độc nữ của Võ Thánh, hai quân khu đông bộ của chúng ta tổn thất một vị yêu nghĩa thiên tài hoàn toàn, có tư cách xung kích lên cấp 9 thực thụ. Đúng thực là, nếu như không phải vì thân phận của họ, thì tôi đã muốn ra tay dạy dỗ họ một phen rồi. Đừng lên tiền quá, có lẽ lão đại đánh không lại hang đầu. Tưởng tượng xíu cũng không được thì sao chứ. Thôi vậy, nếu như mọi người có thể xem như thế nào, thì có thể dùng hạch đạn cho nổ tung cái đám dị thú đó rồi vào trong ân cứu. Không được đầu lão đại, thượng cấp sẽ không đồng ý đâu. Sau khi dùng hạch đạn sẽ phạm vì ảnh hưởng sẽ rất rộng, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại trên thế giới có 9 hầm mộ cấp 7. Hơn nữa thì một số đó đều là được tạo ra bởi các quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân. Như thế này cũng không được, như thế kia cũng không xong. Tôi mặc cỡ, chúng ta không thể trơ mắt mà nhìn mất đi cái hy vọng của quân khu biên mất. Tôi nhất định sẽ đánh chịu cái hậu quả, cho dù mạo hiểm cũng phải thử. Chúng ta Trương Hoàng, tình hình có biến. Trương Hoàng, tình hình có biến rồi. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Các phòng tuyến đều phát hiện dị thú trên chiến trường, có xu hướng có về vết nứt và hầm mộ. Cái gì cơ? Mau đi điều tra cho tôi hình ảnh vệ tinh của chiến trường. Khôn đại, đây không giống như co về, mà cũng không giống rút lui. Bọn chúng đi là phản công, là cứu viện. Đây là tổ của đám dị thú nội bộ có lục đục rồi. Nhìn đi, bọn chúng từ tiền tuyến quay đầu xa xuống dưới, lần lượt lao về phía trước như thể là không màng tới sự sống chết vậy. Hình như là ở trong trung tâm vết nứt hầm mộ. Có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Muốn vùng vẫy ra ngoài. Đó là... Không ai rồi, dị thú quá ồn. Cứ như vậy thì... Kỳ quái gì vậy? Bay lên rồi. Ngự không phi hành, đây không phải là câu chuyện trong truyền thuyết hay sao? Chỉ có một số ít tiền phú và giả nắm giữ được năng lực nguyên tố một cách hoang mỹ mới có thể làm được. Chẳng hạn như cường giả phong hợp cấp vợ thánh trong truyền thuyết. Quá nghịch thiên rồi. Đây thực sự là tướng tính 19 tuổi sao?
Đừng lờ mù. Còn ôn nữa, ta giết sạch các người. Còn có năng lực lôi điện, hóa trụ, phòng lụi, chấn hãm. Chấn hãm không gì là so sánh được. Dốt của là lục thánh cái lực thực lực như thế nào? Sao cậu ấy lại mạnh tới mức này? Người phụ nữ mà cậu ấy bế chính là muội muội của Đông Thắng Y, Đông Tình Tuyết. Xem ra đây chính là tiếng khóc thàn khiến cho lục quần phải mặc đồ tàn, vì hồng nhan mà nhất đồ sùng quần. Khi xưa có quần vườn, vì đã giành lấy hồng nhan mà khiến cho ngàn dặm phải đổ máu, lục quần khoác đồ tàn. Cậu ấy đã cứu được Đông Tình Tuyết từ cõi chết, nên như cái đám dị thú đó đã sợ hãi. Toàn quân chuẩn bị phản công hầm mộ. Rõ. Tình Tuyết, cô ấy khó khăn lắm mới chợp mắt được. Anh đừng có làm mồm. Cảm ơn cậu đã cứu Tình Tuyết. Đừng có tưởng cảm ơn là tôi sẽ không đánh anh. Nói các đức võ đồ của anh thì sẽ các đức võ đồ của anh. Anh chuẩn bị kỹ càng đi. Tại võ đài thi đấu của quân khu Đông Bộ, tôi sẽ trả tiền nàng làm đấy.